Hiểu chưa? Hiểu được gì rồi chưa? Thì chú bảo là cháu không đụng đến chú thì chú không đụng đến cháu, với thế tại sao mấy thằng đệ của chú cứ đụng vào cháu? Tao không, mày đưa chứng minh đi, mày chứng minh tao coi coi. Chú cứ lên, chú lên face của cháu xem đi, bài cháu đăng vẫn còn nguyên đấy, cháu không làm gì ạ. Tao không làm thôi mày ơi. Tao chỉ nói mẹ cái là tao không làm gì mày hết. Mà tại sao mày đưa tao lên nè? Chú không làm gì cháu nhưng mà mấy thằng đệ của chú không có sự, không bao giờ tự nhiên có sự trùng hợp là bốn thằng đệ đều là đệ của chú quay ra cắn cháu đâu. Mày cắn tao rồi nó cắn mày là bình thường chứ. Đấy, nếu mà chú cảm thấy như thế thì đấy, cho nên là cháu phải giải quyết từ chú đấy. Cháu nói là chú cho chúng nó im lặng thì cháu cũng im lặng thế thôi. Còn cháu nói rồi, không đơn giản tự dưng 3-4 thằng đệ của chú quay vào cắn cháu. Cho nên là tất nhiên cháu sẽ phải giải quyết vấn đề từ chú. Mấy thằng đấy đang trước. Để cháu nói cho chú này, chuyện kết thúc được khoảng 2-30 ngày nay rồi, 3-40 ngày nay rồi. Và chính mấy thằng đấy, hiện tại là mấy thằng đấy là đang trước cái vụ cháu chửi, cái vụ vừa rồi thi cắt tỉa ở trong Sài Gòn ấy. Mấy thằng đấy vào hùa cắt gọt câu nói của cháu để chửi cháu trước nhá. Cái chuyện cô nói với mày chứ không dính dáng chuyện đó. Thì cháu chỉ nói rằng là nó là đệ của chú. Cháu chỉ nói rằng cháu lạ gì chú có khoảng 5-7 cái Facebook ảo đâu, Facebook phụ khác nữa mà. Sao mày đụng mày điểu mày? Tao nói tao không có, tao chơi có một cái mà sao mày chơi vậy? Còn mấy Facebook kia là mấy em tao, mấy trẻ tao. Thôi không quan, nói chung là cái vấn đề này cháu không quan tâm. Chú có thể chặn Facebook cho cháu nhưng mà mọi vấn thì cháu nói rằng là chú bảo mấy thằng đệ của chú, mấy thằng học trò của chú im lặng hết đi thì câu chuyện nó dừng. Còn nếu mà chú còn cứ kiểu vòng vo thì cháu không thích, ok? Đấy, chú cứ bảo mấy thằng đấy là im lặng. Chú bảo mấy thằng đấy là nói cho mày nghe kỹ này nha. Mày nghe cho kỹ lại tao nói nha. Đừng làm phiền đấy nha. Tức là cái Facebook người ta chặn, ta không biết là mày làm cái gì. Cái vấn đề về cháu nói với chú đây này, vấn đề chặn Facebook của ai, vấn đề đấy không quan trọng. Còn muốn biết người khác có làm gì hay không thì vẫn xem được. Tao không cần xem của mày, tao không có biết. Tao chỉ nói đơn giản nha, còn vấn đề về tin không tin thì tùy mày. Tại vì tao không có xem mày là cái gì từ bữa nay rồi. Mà nếu mà tao muốn kiếm với mày á, là ngay cái bữa mày làm tao, tao kia tao làm rồi. Làm mày ngay bữa đó luôn á. Chứ không đâu xa. Cháu nói rồi. Cháu nói rồi, chú đừng có dọa cháu. Cháu nói rồi, chú đừng dọa cháu bởi vì cháu là thằng nắm mạng xã hội chứ không phải mạng xã hội nắm cháu. Nói chung như thế này, chốt lại câu chuyện là cháu nói thế này này, chú muốn chấm dứt câu chuyện này, chú bảo mấy thằng đệ của chú im mồm lại thế thôi. Cháu vẫn tôn trọng chú, nhưng mà mấy thằng đệ của chú cháu không tôn trọng bất kỳ một thằng nào hết. Mày tôn trọng tao được rồi đã. Mày mà tôn trọng tao mới ngộ nha các bên. Thế bây giờ cháu hỏi, bây giờ cháu hỏi rằng là chú, bây giờ cháu hỏi một câu. Mày cái giọng mà đụng cái trẻ cả mày với tao, tao chỉ nói mày là mày đừng đưa tao lên là tụi nó im mà, như vậy vậy. Chính cháu chỉ nói thế này là chính tụi nó không đưa cháu lên thì cháu sẽ không đưa chú lên. Còn cháu nói thẳng rồi, chú nếu chú muốn cùng cháu giải quyết câu chuyện này, chú chỉ cần nói mấy thằng kia dừng lại câu chuyện. Còn lúc nãy cháu cực kỳ tôn trọng anh Hớn cho nên cháu đã xóa cái video của chú rồi. Ok. Còn mấy thằng kia nếu mà chú muốn câu chuyện, nói thẳng luôn là cháu tôn trọng anh Hớn, tôn trọng anh Khoa, cháu xóa cái video. Chứ còn không á thì cái cháu chẳng tôn trọng gì đâu. Còn nói thẳng câu, chú cứ nói với mấy thằng đệ của chú im lặng lại và xóa hết mọi cái bài đi thì ok, bỏ qua. Chuyện đâu dừng ở đấy. Đừng có kiểu mà bơm điểu sau lưng nữa. Nói chung là cháu không bị mấy cái thằng le ve của chú đụng vào thì cháu cũng chẳng đụng vào chú đâu. Cháu nói rồi, cháu là thằng làm việc không cần lý do. Cháu chỉ cần đánh đúng vào cái mục đích chính của rằng là tất cả những cái thằng đệ đấy đều có một mối liên quan đến chú thì cháu cứ nói thẳng vào chú thôi. Còn mấy thằng đấy cháu chả, mấy thằng đấy cháu đã bảo là cháu không xem là cái gì rồi. Kể cả Thẩm Vĩnh Trường nhá. Đấy, ok, chú cứ cho bọn đấy, cứ nói với chúng đấy mấy câu bảo là im lặng hết đi thì cháu sẽ dừng câu chuyện và kết thúc câu chuyện. Còn nếu mà chú cảm thấy không muốn thì cháu cũng vẫn cứ có thể rảnh rỗi mà, chả làm gì đâu. Nhá. Mày tự nhiên mày làm, còn mày muốn câu chuyện thì kết thúc á, mày nói chuyện gì hết á. Chừng nói chuyện tao nha. Này, anh Hớn là người đứng ra muốn cháu dừng cái câu chuyện này với chú thôi chứ còn cháu chả muốn dừng cái gì cả. Anh Hớn nghĩ cho chú, anh Hớn nghĩ cho chú thì anh Hớn mới nói chuyện thôi. Còn cháu nói thẳng câu cháu chả nghĩ cho ai cả. Còn nếu đấy, nói chung là bây giờ cháu chào chú. Còn chú muốn dừng câu chuyện hay không, chú nói với mấy thằng đệ của chú là im lặng. Ok. Cháu chào chú. Bây giờ là để tao nói mày.